Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Trước khi đi vào video, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Ở tập trước, sau khi Thạch Hạo tiến vào dược viên, thì gặp được Trường Sinh Dược. Tại đây Thạch Hạo được nhờ cậy làm một việc, đó là chặt đứt sợi kim liên sau lưng lão Bạch Quy, đổi lại sẽ nhận được rất nhiều bảo vật chân quý. Đùa gì thế, đó là tiên kim, ai có thể chặt đứt chứ? Đả Thần Thạch kêu lên, trên người vị đạo hữu này có một thanh kiếm thai, hẳn là có thể. Bạch Quy nói. Thạch Hạo lộ vẻ khác lạ, xem ra lúc chiến đấu với đám Hắc Ám Thần Tử thì hư không nứt ra. Và lúc này con rùa già này đã nhìn thấy thanh kiếm trong tay hắn. Ngươi sẽ không có bất kỳ mưu đồ nào khi nói ta chặt đứt sợi kim liên này đó chứ? Thạch Hạo nói. Lại bị đạo hữu nhìn thấu rồi, quả thực đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất khi ta muốn nhờ vào ngươi. Lão Quy thản nhiên thừa nhận, không hề quanh co gì cả. Thạch Hạo không nói lời nào, nếu hắn làm như vậy liệu có gặp nguy hiểm hay không? Đạo huynh, ta luôn cảm thấy thanh kiếm của ngươi có điểm gì đó quái lạ, thế nhưng ta cũng không thể nhớ ra chuyện gì cả, mất đi một vài ký ức xưa, quả thật rất đau khổ mà. Lão Quy nói thế, trong lòng Thạch Hạo chấn động, lẽ nào cái cây dược này từng gặp qua tiên kiếm đại la? Thanh kiếm thai này không phải là bị người khác đào được trong thạch liệu, là sản phẩm ở trong kỷ nguyên này hay sao? Sợi xích thần bên trong Bất Lão Tuyền kia ẩn chứa bạch kim quang minh, khả năng sẽ rất hữu dụng cho thanh kiếm của người đó. Lão Quy nói tiếp. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, hắn không chém tới mà chỉ đặt thanh kiếm thai đen thui, chẳng có chút ánh sáng này lên trên bảo liên kia. Lập tức chuyện quái dị phát sinh, kiếm thai tự động phát sáng đầy óng ánh, trên thân kiếm xuất hiện một sinh linh hình người tràn ngập tiên vụ màu trắng, đi kèm là mưa ánh sáng bảy màu. Hà, bảo liên bên trong Bất Lão Tuyền chảy ra từng tia sáng trắng, tiến vào trong kiếm thai, sau đó ngưng tụ lên trên tiên vụ màu trắng xung quanh sinh linh hình người kia, khiến cho sinh linh này càng thêm chân thật hơn. Sương mù mờ mịt trắng xóa lan tràn, không chỉ có mình Thạch Hạo hút vào hơi khí lạnh, mà ngay cả Đả Thần Thạch cũng ngây dại. Thanh kiếm thai này quá kỳ lạ, lần trước nó đã hút sạch tinh hoa của thanh thủy thủ, có ẩn chứa tiên kim bảy màu của Đọa Thần Tử. Lúc ấy mưa ánh sáng phi tiên trên thân kiếm đã nhuộm thành bảy màu, hiện giờ nó lại hấp thu tinh hoa của tiên kim quang minh, hóa thành một luồng tiên khí màu trắng. Thanh kiếm thai này, Bạch Quy cũng biến sắc, mà cô gái áo trắng trên lưng của nó lại lần đầu mở miệng nói, cái đó rất quái lạ, nhưng mà sao không có ấn tượng chứ? Lời nói của nàng vô cùng du dương dễ nghe, quản nhiều làm gì, đạo huynh đã có thể giúp ta chém đứt sợi kim liên quang minh, thì ta sẽ tặng cho ngươi một hồi vận may lớn vậy. Bạch Quy nói. Vận may gì thế? Ta biết trước đây không lâu, ngươi từng tạo ra được vạn ngọn tàn hỏa để đốt cháy một bộ xác ướp cổ. Nghe tới đây thì trong lòng Thạch Hạo hơi động, tên khốn này đã tới rất sớm, và nhìn thấy qua cuộc chiến của hắn với Hắc Ám Thần Tử. Nếu ta đoán không sai, thì ngươi muốn dùng vạn đạo trong chư thiên để đốt bản thân hỏng tu ra luồng tiên khí thứ hai. Thế nhưng con đường này quá khó khăn, ở kỷ nguyên tiên cổ cũng có người từng thử nghiệm qua, sinh linh đó tuyệt diễm khắp thiên hạ, được xưng là Tiểu Tiên Vương, thế nhưng vẫn bị thiêu rụi. Bạch Quy nói ra sự bá đạo của con đường này, không thể thành công được, thế nhưng nó lại nói ra, thì có thể sẽ có cách cứu chữa. Làm sao để cứu chữa đây? Thạch Hạo hỏi. Ta có thể đưa ngươi vào Nhân Tiên Điện, đến được đó mà nói thì vận may của ngươi sẽ lớn hơn. Bạch Quy nói. Nhân Tiên Điện, chỉ cần nghe cái tên này thôi đã khiến lòng người chấn động rồi, ba chữ, thế nhưng lại nặng tựa như núi. Đó là nơi như thế nào? Thạch Hạo trịnh trọng hỏi. Bạch Quy nói như vậy, thì rất có thể sẽ giải quyết được vấn đề, để đốt vạn đạo để tu ra tia tiên khí thứ hai của hắn. Nơi đó chắc chắn sẽ rất siêu phàm, là một điện thờ được xây bên trong dược viên. Vậy ngươi cảm thấy nó sẽ như thế nào? Là do nhân tiên xây nên, thế nhưng ta cảm thấy gọi là Dược Tiên Điện cũng được. Bạch Quy nói, đó là một nơi tu đạo và cũng là một nơi luyện dược. Thời gian trôi qua lâu như thế, thì sẽ còn lại thứ gì nữa chứ? Chẳng lẽ còn dược tán tiên đạo à? Thạch Hạo hỏi. Đừng có coi thường, và cũng đừng có hạ thấp điện đá cổ xưa nhất này, đó là nơi bế quan, và cũng là một nơi luyện dược. Bạch Quy nói, đồng thời cũng nói rõ nơi đó từng luyện qua Trường Sinh Dược. Nói tới đây thì con ngươi của nó chợt có rút lại, bởi vì bản thân của nó năm xưa cũng từng bị chém một góc và luyện hóa qua. Nhưng vào lúc này, hào quang bên trong Bất Lão Tuyền chợt sáng rực, thanh kiếm trong tay Thạch Hạo lúc này còn sáng hơn cả mặt trời, ánh sáng rực rỡ và thần thánh. Rắc một tiếng, bảo liên bên trong Bất Lão Tuyền đứt rời, ánh sáng mở đi, bản thân nó là hỗn hợp thần kim, ẩn chứa bạch kim quang minh, thế nhưng hiện giờ tất cả đều truyền vào trong kiếm thai cả. Khi tiên quang lấp lánh thu lại, thì bên trên thanh kiếm thai tỏa ra sương trắng mông lung, thần thánh dị thường, đó là do minh quang bạch kim biến thành, hay cũng có thể gọi là tiên kim quang minh, nó lại hấp thu sạch. Đả Thần Thạch kinh ngạc, nó từng thấy qua thanh kiếm thai này hấp thụ tiên kim bảy màu, và rồi nhuộm mưa ánh sáng thành bảy màu luôn, hiện giờ lại hấp thụ bạch kim này, khiến sương mù càng thêm an lành, mờ ảo, hoàn toàn chẳng hề khác với tiên khí thật sự là bao. Thạch Hạo cũng thấy kỳ kỳ, sau khi ước lượng một chút, thì cảm thấy trọng lượng của kiếm thai cũng chẳng hề thay đổi, vẫn nặng y như trước. Nhiều tiên kim quang minh truyền qua như vậy, thì chắc chắn phải tới mười mấy vạn cân, thế nhưng sau khi dung hợp tiến vào thế, mà trọng lượng chẳng hề thay đổi, có điểm lạ, nhưng mà ta nhớ không ra. Cô gái bên trên Bạch Quy trầm tư lắc lắc đầu nói, ha ha ha. Bạch Quy chở cô gái mặc tuyết y từ dưới đất chui lên chợt cười to, một sợi bảo liên trên người nó phát ra tiếng vỡ vụn và rớt xuống dưới. Trước kia sợi bảo liên này không người khóa chặt, khiến nó không cách nào thoát đi được. Sau khi tiên kim quang minh mất đi, thì pháp liên đứt rời, không cách nào trấn áp và khóa chặt được nó nữa. Vô cùng cảm ơn, rốt cuộc ta cũng đã thoát vây rồi. Bạch Quy cõng theo tiên tử áo trắng hết bò sang trái, rồi lại sang phải. Sau khi bản thân được tự do thì vô cùng kích động. Trước đây, tuy nó cũng có thể di chuyển, sợi pháp liên kia có quy tắc không gian, nên nó chỉ có thể di chuyển trong phạm vi nhất định, không cách nào rời xa hơn được. Ta nói sẽ giữ lời, ngươi đã giúp ta thoát vây, thì ta sẽ tặng cho ngươi một hồi tạo hóa. nhưng có thể đi vào đó được hay không, thì chỉ có thể dựa vào cơ duyên của ngươi mà thôi. Chờ xíu, Thạch Hạo nhìn thấy đám lạc đạo, Lam Nhất Trần, thỏ nhỏ, lộ dịch ở bên ngoài hòn đảo, tất cả đều đang trốn ngoài không gian loạn lưu. Bọn họ không yên lòng để Thạch Hạo đại chiến với mấy tên quái thai cổ đại, nên cũng đã tới muốn xem kết quả ra sao, không nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy được dược viên cổ này. Có thể đưa bọn họ vào đây không? Thạch Hạo hỏi. Không thành vấn đề, thế nhưng không thể làm hư hao gì tới dược viên, Bạch Quy nói. Sau khi thỏ nhỏ lên đảo này thì khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đỏ bừng, cả người lăn tròn dưới mặt đất, miệng thì la hét không thôi. Nhiều dược thảo như vậy khiến nàng kích động xém tí nữa đã bất tỉnh. Đây đâu chỉ là cơ duyên, mà có thể nói là bước ngoặt trên con đường nhân sinh của nàng. Nhiều dược thảo như vậy làm nàng say mê. Hắc Hâm Thần Dược sợ hãi, thả một con thỏ vào đảo, việc này chẳng hề hợp lý chút nào. Dù cho có bao nhiêu thảo dược đi nữa cũng không đủ cho nàng dùng. Yên tâm, ta sẽ không làm bậy đâu. Mỗi cây thánh dược chỉ ngắt lấy nửa ngọn lá, ăn chút cánh hoa thôi. Thái Âm Ngọc Thỏ vỗ vỗ ngực nói. Sau đó, một con hồ điệp màu vàng phá kén bay múa xung quanh, nó vô cùng hưng phấn. Đây chính là hoàng điệp. Hắc Hâm Thần Dược ủ rủ không thôi. Bạch Quy thì lại hờ hững. Nó dám cho mấy tên này đi vào thì chắc chắn vững tin, bởi vì chỉ có mỗi mình nó thông thạo những bố cục của trận pháp nơi này, nếu không có nó dẫn đường thì kẻ xâm nhập chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tử địa. Hòn đảo này nhìn sơ qua cũng không lớn lắm, đứng từ đầu này có thể thấy được đầu kia, thế nhưng có một vài khu vực lại ẩn chứa huyền cơ, cần phải có cánh cửa không gian thì mới có thể vào được. Nơi đó có một vùng trời khác nữa, Thạch Hạo được Hắc Hâm Thần Dược dẫn đường, sau khi xuyên qua vài đường hầm hư không thì tới được một khu cổ địa. Ở khu vực này chẳng hề có cỏ cây gì cả, yên tĩnh không chút âm thanh, một dãy thạch lâm chắn ngang ở trước. Dược điện này rất kỳ dị, nếu như có thể thông qua thì sẽ nhận được cơ duyên vô cùng to lớn, nếu như bị chặn đứng thì rất có thể sẽ bỏ mạng, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lời nói trịnh trọng của Bạch Quy truyền tới. Dược điện này được xây từ đá, là do tiên xây nên, thế nhưng lại quá tầm thường và được đặt ở bên trong thạch lâm kia, những tảng đá bổ nhào về trước. Cung điện cao tầm 2 trượng, toàn bộ trông rất đơn giản và xù xì, thậm chí cũng không thể gọi là ngôi đền mà chỉ là một phòng bằng đá. Hơn nữa việc chế tác quá đơn sơ, không hề có chút ánh sáng lộng lẫy và vẻ xinh đẹp nào cả. Ngươi chắc chắn đây là một tiên cổ điện, chứ không phải là do ngươi rảnh rỗi lấy đá chất thành nhà chứ? Thạch Hạo hoài nghi, cảm thấy con rùa già này nói chẳng có chút căn cứ gì cả. Đừng có xem thường, nơi đây từng là nơi bế quan của nhân tiên, cũng là nơi luyện ra trường sinh dược, nơi đây khiến biết bao cường giả vô thượng thèm khát. Nếu như có thể công phá hòn đảo này thì đây chính là nơi tranh cướp. Đáng tiếc là năm tháng đã tiêu diệt tất cả, nhưng những vết tích còn sót lại cũng đủ mang lại lợi ích cho ngươi rồi. Lão Quy nói, nó phủi bỏ trách nhiệm, giới thiệu sơ lược rồi sau đó lùi lại. Đi hay không đi là do Thạch Hạo quyết định. Đúng rồi, có vài tên sinh linh vào đây, ngươi có thể điều khiển trận pháp giết sạch bọn họ được không? Thạch Hạo hỏi. Ta chỉ có thể nương theo chứ không thể khống chế. Bạch Quy lắc đầu. Thạch Hạo để lại đà thần thạch bên ngoài, rồi sau đó tự mình tiến vào trong thạch điện này. Vừa mới bước vào thì đã xuất hiện đấu chuyển tinh di, cảm thấy những mảnh vỡ thời gian đang bay tứ tung khắp nơi. Trong lúc nhất thời, hắn thấy một con côn bằng đang dương cánh trong vũ trụ, từng ngôi sao bị đánh tan. Hắn lại nhìn thấy chân long đang vọt lên, xuyên thủng cửu trùng thiên, rồi thấy một bàn tay lớn màu đen đang bóp chặt một tinh vực nào đó. Sau đó, hắn thấy trời đất tối tăm và rơi vào trong hỗn độn, nhìn thấy cảnh tượng lúc thiên đại mới hình thành. Thạch Hạo mê man, đây là nơi nào? Mình là ai? Vì sao tâm thần lại hoảng hốt, đầu đau như búa bổ thế này? Tiếng hét lớn vang lên, hắn cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại. Tất cả những cảnh tượng vừa rồi đều biến mất, chỉ còn tòa thạch điện cổ xưa kia mà thôi. Những thứ đó đều được vẽ lên vách tường cổ xưa cách đây rất xa xưa, thế nhưng cảnh tượng lại quá mức chân thực, khiến hắn như muốn nghẹt thở. Thạch Hạo bước từng bước tiến vào trong thạch điện. Chính xác, nơi đây có không gian pháp tắc, bên ngoài nhìn thì không lớn, thế nhưng khi vào trong lại vô cùng rộng lớn. Nơi đây chẳng có chút ánh sáng lộng lẫy gì, tựa như là một động phủ do người nguyên thủy tạo ra, có những bức tranh đá vô cùng đơn sơ, hài cốt trên đường. Hắn nhìn thấy rất nhiều tàn cốt sớm đã nát bét từ lâu vì năm tháng. Đây là hài cốt của sinh linh hơn một kỷ nguyên trước à? Thạch Hạo giật mình, hắn nhìn thấy rất nhiều hài cốt, có bộ thì to lớn tựa như núi cao, lại có bộ thì cao chưa tới 1 thước, xương cốt vẫn cứng rắn như trước. Vù, đột nhiên, bên trên tranh khắc có sinh linh phát sáng, khuếch tán hàng loạt gợn sóng. Tới rồi, hắn từng nghe Bạch Quy nói, đây chính là thử thách, nếu chịu không nổi thì sẽ y như những sinh linh nằm trên mặt đất kia. Thử thách như thế này có độ công kích tương đương với cấp bậc của cường giả tiến vào. Thế nhưng, Thạch Hạo nhanh chóng biến sắc, những gợn sóng này đi kèm một tia tiên khí, đó chính là sức chiến đấu cực hạn hiện giờ của hắn, có thể áp chế những đám quái thai cổ đại chưa bước ra bước kia. Công kích có kèm theo một luồng tiên khí, Thạch Hạo đã hiểu vì sao trên mặt đất lại có nhiều hài cốt như thế, tất cả đều chết như thế này. Dù là ở kỷ nguyên tiên cổ, trong tình huống mà quy tắc tiên địa cho phép người thành tiên, thì người ở cảnh giới thần hỏa cảnh tu ra một tia tiên khí cũng không hề nhiều. Đây là một trận đại chiến, Thạch Hạo vận dụng toàn lực để chống lại gợn sóng này. Cuối cùng, tranh đá kia lại phát sáng, sinh linh hình người kia lại hiện ra và nhảy bổ về phía hắn. Bụp, mấy trăm hiệp qua đi, Thạch Hạo dùng quyền xuyên thẳng mi tâm của đối phương, khiến sinh linh này nổ tung hóa thành mưa ánh sáng. Tia tiên khí kia lập tức quay lại trong vách đá. Trận chiến này, hắn đã thắng, thế nhưng nơi bả vai dính phải một chỉ của đối phương, khiến nơi ấy bị xuyên thủng. Việc này làm hắn nhíu mày. Kỷ nguyên tiên cổ, quả nhiên đáng sợ và cũng làm người khác kính nể. Mới cửa ải thứ nhất đã khiến hắn bị thương rồi. Ta chưa quen với pháp môn của kẻ này, ngoại trừ một ít bí thuật tương tự, thì phương pháp vận lực, đạo tu hành của bọn họ hoàn toàn khác với đương đại. Thạch Hạo trầm tư, phương pháp tu hành của kỷ nguyên tiên cổ là một hệ thống hoàn toàn khác, căn bản không giống như hiện tại, duy chỉ có thần thông là tương tự. Nếu như có thể tu pháp môn của kỷ nguyên tiên cổ, thì sau này sẽ có thành tựu ra sao? Thạch Hạo khẽ nói, hệ thống khác nhau nên trong chiến đấu cũng có cảm giác khác nhau, vì vậy trận giao phong đầu tiên đã khiến hắn bị thiệt lớn, suýt nữa đã gặp nạn. Hắn tiếp tục tiến tới, thạch điện này rất u tối, chỉ có một vài tranh đá vô cùng đơn sơ mà thôi. Vù, tiếng rung truyền tới, một bức tranh khác phát sáng, nơi đó lấp lánh đầy ánh sao, lúc này lại có một ngôi sao lớn bay tới và hiện ngay trên đỉnh đầu của Thạch Hạo, không cách nào tránh mà chỉ có thể đỡ lên. Hai cánh tay của hắn phát sáng, rồi bỗng giơ lên thật cao, nhưng mà bức tranh đá đó tiếp tục lóe lên, lại thêm một ngôi sao khác hiện ra, rồi từ từ hóa lớn và ép xuống đỉnh đầu của Thạch Hạo. Áp lực cực lớn khiến xương cốt toàn thân của Thạch Hạo vang lên lốp bốp. Hắn tiếp tục chặn đứng đòn đánh này, thế nhưng lại có chút vất vả. Chính xác, những ngôi sao kỳ dị này rất nặng, khó mà xác định được trọng lượng của nó là bao nhiêu. Viên thứ ba hiện ra và tập hợp cùng hai ngôi sao trước, cùng hiện lên trên đỉnh đầu của Thạch Hạo. Lúc này những đường gân mạch trên hai cánh tay của Thạch Hạo bất ngờ nổi lên, nhưng ngôi sao lớn không hề ngừng lại. Sau khi hắn trụ nổi thì sẽ có thêm ngôi sao khác lao tới, cứ như thế cho tới viên thứ 9 thì thân thể của Thạch Hạo gần như muốn nổ tung. Đây là thử thách cực hạn của thân thể, áp lực mạnh mẽ khiến hắn nghẹt thở. Ngôi sao thứ 10 hiện lên trên đỉnh đầu của hắn, giống như toàn bộ tinh không ập xuống, da thịt của Thạch Hạo tràn ngập vết máu. Sức nặng kia quá lớn, nhưng hắn vẫn có thể chặn lại được. Sau đó, toàn bộ ngôi sao lu mờ và biến mất. Biến thái thật, cơ thể mình mạnh như vậy mà gần như trụ không nổi. Thử thách ở đây không biết là do ai bố trí nữa. Thạch Hạo nghiêm nghị, bỗng dưng hắn nhớ tới lời Bạch Quy nói, ngoại trừ những cường giả khác thì còn có cả dòng dõi của chân tiên, có thể tiến vào thạch điện này để ngộ đạo, để xin dược, để tôi luyện và tu hành. Tiên cổ quả nhiên đáng sợ, ấy vậy mà cũng bị diệt, không biết địch thủ sẽ mạnh tới cỡ nào chứ? Thạch Hạo lẩm bẩm, giật này trong lòng. Thạch điện rất yên tĩnh, thế nhưng Thạch Hạo cũng không hề dám xem thường, vừa thủ thế vừa tiến về phía trước. Hai cửa ải vừa rồi đều khiến hắn bị thương cả. Xoẹt, quả nhiên, vừa mới đi không được bao xa thì trên vách đá lần nữa phát sáng, đó là một sinh linh ba mắt với những vết tích lờ mờ. Thế nhưng lúc này con mắt dọc trượt bắn ra một vệt sáng, ánh sáng này chớp mắt đã lao tới và muốn xông thẳng vào bên trong đầu lâu của Thạch Hạo, công kích linh hồn. Thân thể của Thạch Hạo phát sáng, hình thành nên một màn sáng bảo vệ bản thân, nhưng mà luồng ánh sáng này rất yêu dị, cứ thế xuyên thấu tiến vào trong, là do pháp tắc tiên đạo gây nên. Trong giây lát, thứ này đã tiến tới trước mi tâm của hắn, dường như muốn đoạt xác vậy. Cửa thứ ba là thử thách về linh hồn, là cuộc đối kháng của nguyên thần, nơi đây có quy tắc trấn áp tất cả mọi thứ, thân thể, tinh khí trời đất đều bị ngưng kết, chỉ có nguyên thần mới có thể chống lại luồng sáng này. Thạch Hạo chỉ còn cách điều động nguyên thần để chống lại. Một người tí hon lấp lánh từ bên trong xương trán của hắn bước ra, hai con người sắc bén tựa như là mũi kiếm. Gào, chùm sáng đang lao tới kia hóa thành một con rơi, há to cái miệng của mình, có thể thấy được hư không trở nên vặn vẹo. Thân thể bị giam cầm của Thạch Hạo cũng chịu ảnh hưởng không ít, hắn biến sắc, sức mạnh nguyên thần tăng mạnh. Người tí hon kia tựa như là một thân thể bình thường, lập tức tạo ra động thiên duy nhất, rồi chấn áp con rơi màu vàng kia. Hai bên va chạm bùng phát ra những tiếng leng keng, ngoài ra còn có những luồng khí dương cương trí cường. Trận chiến này, Thạch Hạo không hề dám giấu giếm gì cả, mà vận dụng hết toàn lực. Hắn diễn biến ra pháp tắc lôi đạo chấn áp con rơi vàng này. Kết quả, sau khi đối phương rơi vào hạ phong, thì liền hóa thành một con hổ trắng, đồng thời há miệng gào lớn, sóng tinh thần càng kịch liệt hơn nữa, quả thật muốn đánh tan nguyên thần của Thạch Hạo. Nguyên thần đại pháp, Thạch Hạo biến sắc, kỷ nguyên tiên cổ, hệ thống tu luyện bác đại tinh thâm, đây là phương pháp chuyên rèn luyện nguyên thần, lúc diễn dịch ra thì có thể công kích. Nắm đấm của hắn phát sáng, phù văn thượng thương hiện ra, đồng thời đánh tới. Kết quả, con hổ trắng gào lớn rồi nhanh chóng lao vút lên trời cao và hóa thành một con phượng hoàng, ánh lửa phun trào lao ngược lại phía hắn, đó là hào quang nguyên thần, đáng để học hỏi. Ánh mắt của Thạch Hạo sâu lắng, cảm thấy nếu như đạt được phương pháp tu hành của kỷ nguyên tiên cổ thì quá tốt. Trận chiến này, nguyên thần của hắn đã gặp phải mấy lần nguy hiểm, thế nhưng vẫn có thể trấn áp được đối phương. Bịch một tiếng, nguyên thần của sinh linh này tản ra, mưa ánh sáng khắp nơi và trở lại trong vách đá. Nên biết, đây là cuộc đối đầu cùng cấp, kỷ nguyên tiên cổ quả nhiên đáng sợ. Bên ngoài Nhân Tiên Điện, một đá một rùa đang nói chuyện với nhau. Địa phương kỳ lạ này chỉ có mỗi một căn nhà đá vỡ nát đó thôi à? Không xấu hổ, khi gọi là nơi bế quan của trường sinh giả hay sao thế? Có chỗ thần kỳ gì mà có thể đột phá được thử thách chứ? Đả Thần Thạch dừng dưng hỏi. Căn nhà đá vỡ nát, không ngờ lời này mà ngươi cũng có thể nói ra được. Đây là nơi dù là đời sau của chân tiên, có tới đây cũng chưa chắc còn sống ra ngoài, là một nơi rèn luyện chuyên bố trí cho một ít người kinh diễm nhất. Bạch Quy không hài lòng nói, dựa theo những gì nó từng nói, ít nhất phải là người tu ra một tia tiên khí thì mới có tư cách tiến vào để tiếp nhận thử thách, trừ phi là có thể thu được danh hiệu Tiểu Tiên Vương, chứ người bình thường một khi đi vào thì không cách nào đi ra được nữa. Ngươi lừa người khác à? Như vậy mà đòi là báo đáp ơn cứu mạng? Đả Thần Thạch hơi cuống, đừng có nôn, chỉ cần có thể xông qua ba cửa đầu thì dù sau này có thất bại cũng có một cơ hội để phục sinh, và sẽ được truyền tống ra đây. Bạch Quy nói, ngươi, Đả Thần Thạch tức điên, ta cảm thấy hắn quá tự kiêu, nên cần phải trải qua thật nhiều mài giũa trên con đường tu hành, gặp chút ngăn trở như vậy, thì mới có thể khiến hắn hăng hái tiến thủ được. Bạch Quy nói, cái con rùa này, ngươi muốn đánh nhau hả? Đả Thần Thạch vẻ mặt chẳng lành hăm dọa, ta là trường sinh dược, chú ý ngôn từ của mình đi. Bạch Quy nói, sau đó như nhớ ra điều gì thì bỗng biến sắc nói, hỏng rồi, ta quên bén chuyện này mất, đây không phải là kỷ nguyên tiên cổ. Quy tắc thiên địa đã biến đổi, đồng thời cũng không hề có lôi kiếp, chắc chắn sẽ không tài nào so sánh được với người cùng cấp. Ở kỷ nguyên tiên cổ, khả năng hắn sẽ chết trong đó mất, nhanh nghĩ biện pháp đi. Đả Thần Thạch rất muốn hóa thành một cục đá nện chết tươi tên này, việc này không có cách nào cả, Chỉ cần người đi vào thì bên ngoài không cách nào can thiệp được. Mồ hôi chảy đầy đầu Bạch Quy, hương thơm kinh người tỏa ra, đó chính là trường sinh dược. Sau cùng, nó tìm kiếm trước thạch điện một lúc thì lấy ra một cây thanh đăng phát ra ánh sáng yếu ớt, hắn còn sống. Bạch Quy mừng rỡ nói cho Đả Thần Thạch biết, đây là hồn đăng của Nhân Tiên Điện, chỉ cần người đang thí luyện ở bên trong còn sống thì cây đèn này sẽ không tắt. Ta đoán hắn đã qua được cửa thứ nhất rồi, giờ chắc đang gồng mình ở cửa thứ hai, hy vọng hắn biết khó mà lùi, không nên mạo hiểm tiến lên nữa. Bạch Quy nói, ngươi dám xem thường huynh đệ của ta à? Rùa trắng, chúng ta so chiêu đi. Đả Thần Thạch tức giận, cút, ta là trường sinh dược, xưa nay không hề đánh nhau. Nếu như để người khác biết được, một cây tiên dược đang cãi nhau với một tảng đá, thì chắc chắn sẽ trợn mắt ngoác miệng, mong sao đừng có chuyện. Đả Thần Thạch nói thầm, nên cầu mong đi là vừa, hy vọng hắn có thể sống sót ở cửa thứ hai, sau đó bản thân tự chủ động đi ra ngoài. Bạch Quy nói, trở lại bên trong Nhân Tiên Điện, cửa thứ tư, lông tóc của Thạch Hạo dựng đứng, cảm thấy tựa như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình. Đang lúc này, hình chạm khắc của một sinh linh hình người trên vách đá chợt trở nên lấp lánh, trong cơ thể hiện ra một chùm sáng chói mắt, tựa như là mặt trời. Sau đó, xoẹt, nó lao nhanh tới. Đây là thứ quỷ gì thế này? Thạch Hạo giật mình, chùm sáng này rất kỳ dị, nó hướng thẳng vào trong cơ thể của hắn và muốn chui thẳng vào trong. Đạo chủng, bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện mà đám Thanh Y, Tào Vũ Sinh từng nhắc qua, gốc gác sư môn của bọn họ rất thâm hậu, nên từng phát hiện được một vài ghi chép trên ngọc thạch thư, ở một di tích cổ xưa nào đó, hệ thống tu hành của kỷ nguyên tiên cổ hoàn toàn khác với hiện giờ, trong đó có một điểm quan trọng là sinh linh của trên một kỷ nguyên đều có một hạt đạo chủng, dựa vào thứ này để truyền thừa và tu hành. Thứ này muốn đối đầu với đạo chủng của ta. Thạch Hạo ngạc nhiên, sau đó thì không chút nghĩ ngợi, lập tức lấy mẫu khí có hình dạng quả trứng thần bí đang lượn lờ trong mi tâm của mình ra. Lần này hắn rất dứt khoát, tiên chủng mà hắn từng đoạt được trong cổ khoáng của thiên nhân tộc đã phát huy tác dụng, thứ này đập tan luồng sáng kia, dùng ưu thế để áp đảo, giành lấy phần thắng. Xem ra dù ở kỷ nguyên tiên cổ thì hạt tiên chân chủng tử này cũng là một trí bảo. Thạch Hạo kinh ngạc, cửa thứ tư rất thuận lợi, không hề mất chút sức lực gì thì đã thông qua rồi, nhưng tới cửa thứ năm, thứ sáu, Thạch Hạo đã chảy máu, gặp phải thương tích, dọc theo đường đi sau đó, hắn mấy lần suýt nữa đã bỏ mình, thân thể tả tơi. Những cửa ải này quá gian nan, dù tu ra một luồng tiên khí cũng khó mà vượt qua được, tổng cộng tới 10 cửa, Thạch Hạo từng bước đi qua, cửu tử nhất sinh mới xông tới được cửa cuối cùng. Hắn há miệng thở dốc, rồi lấy ra một vài thánh dược nuốt xuống để khôi phục thương thế, có thể sống quả thật chẳng hề dễ chút nào, cả người hắn toàn là máu, xương trắng đều lộ hết ra ngoài. Thật sự không nghĩ ra được, Nhân Tiên Điện lại gian nan như vậy, suýt nữa thì đã chết ở đây rồi. Rốt cuộc nghỉ ngơi một lúc lâu, thì hắn nhanh chân tiến về một cánh cửa cổ đang phát sáng, nơi đó tràn đầy sương mù hỗn độn. Bên ngoài, một đá một rùa vẫn ngóng trông thấp thỏm, hắn vẫn tiếp tục kiên trì chứ không hề bỏ mạng. Ta đoán là tới cửa thứ ba rồi, nếu như thành công ở cửa này, thì có thể tự vệ rồi. Bạch Quy nói, sao ngươi không nói hắn đã xông qua 6, 7 cửa chứ hả? Đả Thần Thạch nói, quá khó khăn, dù là ở thời đại chúng ta, thì cũng chỉ có rất ít người mới thành công được, sẽ không quá nhiều đâu. Bạch Quy lắc đầu, ngươi dám khinh bỉ kỷ nguyên này. Đả Thần Thạch tức giận, không phải, chỉ là quy tắc thiên địa hiện giờ đã khác xưa, muốn sinh ra một cao thủ quả thật rất khó khăn. Bạch Quy lắc đầu, hai bên tiếp tục tranh cãi, không ai nhường ai cả. Đột nhiên, cặp mắt của Bạch Quy trợn lên, bởi vì hào quang của cây hồn đăng này sáng rực, và nó biết đây thể hiện chuyện gì. Hắn đã qua ải, không hề kém gì Tiểu Tiên Vương, nó nhìn không chớp mắt, con đường này không phải được gọi là thập tử vô sinh hay sao? Dù là ở kỷ nguyên tiên cổ, cũng không có mấy ai xông qua được, đời này, hoàn cảnh tu luyện tồi tàn như vậy, mà lại có người thành công. Bạch Quy ngẩn ngơ, cửa cuối cùng, một cánh cửa ánh sáng đang ngăn cản đường đi. Thạch Hạo cất bước thong thả tiến vào, hắn đi vào một gian mật thất cũng không lớn lắm, tầm 10 trượng, bốn vách tường cũng không có thứ gì cả. Đây chính là nơi bế quan của Nhân Tiên Điện. Hắn đánh giá, cảm ứng xung quanh, thế nhưng cũng chẳng thấy được chỗ nào thần kỳ. Mãi cho tới khi hắn ngồi xếp bằng xuống, thì một chùm sáng tựa như sấm sét, rọi sáng thân thể của hắn, một gợn sóng lan truyền tiến vào trong cơ thể. Lúc này hắn mới biết nơi đây ghê gớm tới mức nào. 10 lần cơ hội, đặt bản thân vào nguy hiểm, dù cho tẩu hỏa nhập ma, dù cho có chết đi, thì vẫn có thể thức tỉnh lại. Thạch Hạo khiếp sợ, đây là một nơi nghịch thiên cỡ nào chứ, tương đương với việc có thêm 10 tính mạng, có thể thỏa thích ngộ đạo dù cho có thương vong cũng sẽ sống lại. Nơi bế quan này, tựa như được tạo ra cho kẻ điên, có thể phóng tay ngộ đạo, trải nghiệm pháp của chính mình, không cần lo lắng tới sống chết. Con Bạch Quy kia không hề gạt ta chút nào, ta đã đi lên con đường dùng vạn đạo để đốt cháy chân ngã, mà việc này rất khó sống sót, nhưng nơi đây lại có thể bù đắp. Thạch Hạo vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hắn từng nghe nói, bên trong một vài cổ giáo ở thượng giới này, cũng có bảo địa tương tự như thế, thế nhưng cũng không thể phục sinh tới 10 lần, được 3 lần là tốt lắm rồi, không ngờ rằng, ta lại có đãi ngộ tựa như là con cháu của những đại giáo mạnh nhất, hôm nay có thể thỏa thích phung phí rồi. Thạch Hạo thì thầm, niềm vui qua đi, thì hắn bắt đầu tĩnh tâm, để cơ thể bắt đầu bình tĩnh và bế quan. Nơi này rất kỳ lạ, sau khi Thạch Hạo tĩnh tâm, thì thời gian tựa như đình chỉ, không hề trôi qua nữa, hình ảnh tựa như ngắt quãng trong giây lát, thật là kinh khủng, thật là kinh người. Thạch Hạo thán phục, hắn thật sự cảm nhận được mảnh vỡ thời gian bị giam cầm, nên không cách nào động đậy được. Thạch Hạo lấy tiên chủng ra và nắm ở trong tay, vạn vật mẫu khí lưu chuyển, quy tắc của chư thiên buông xuống và nối liền với quả trứng trong tay hắn. Đây tựa như là một cuống rốn thiên địa vậy, thiên địa làm lò, vạn đạo làm lửa, đốt cháy chân ngã. Ánh mắt của Thạch Hạo rất kiên nghị, khoanh chân ngồi nơi đó và bắt đầu vượt ải. Mật thất rộng 10 trượng, vách đá xù xì, bên trong trống rỗng và yên tĩnh, chẳng hề có âm thanh gì. Đột nhiên, ánh lửa cuộn trào, hàng ngàn hàng vạn ký hiệu tụ lại cùng nhau tựa như là đại dương mênh mông, sóng lớn mãnh liệt bao phủ nơi đây, tất cả đều là phù văn của vạn đạo chư thiên. Thạch Hạo bị nhấn chìm, tay cầm tiên chủng ngồi xếp bằng ngay ở giữa mật thất 10 trượng, chịu phải sự nghiền ép của vạn đạo chư thiên, những phù văn này hóa thành ánh lửa và bốc cháy hừng hực tựa như nhật nguyệt nổ tung, quyến rũ như phượng hoàng niết bàn, máu nhuộm tinh không, âm thanh vang vọng, đây là một kỳ cảnh khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, và cũng là một bức tranh vô cùng phong phú, hàng ngàn hàng vạn phù văn đan xen lẫn nhau, hơn vạn đạo tắc, vắt ngang tựa như là một dải lụa xiên chéo bện thành một chiếc lưới, một tiếng vang nhỏ truyền tới, mi tâm của Thạch Hạo bắn ra một vòi huyết hoa xinh đẹp, sau đó phù văn đang cuộn trào mãnh liệt ở bên trong chợt bị đốt cháy sạch sẽ, đây chính là đau khổ mà hắn đang phải trải qua, tọa quan ở nơi này, thân thể không thể động đậy, vạn đạo quấn thân, thiêu đốt chân ngã, rèn linh hồn và xương cốt, sơ sẩy một tí sẽ hình thần điều diệt. Ầm, tiếng nổ truyền tới, hư không xung quanh Thạch Hạo đều vặn vẹo, hắn đang tạo lò, dùng thiên địa làm lò, vạn đạo là lửa, một chiếc lò đã thành hình, với dáng vẻ vô cùng bắt mắt và ẩn chứa đạo vận, mà bên trong miệng lò lại mờ mịt, sương mù hỗn độn mãnh liệt niêm phong hắn ở bên trong, bên ngoài chiếc lò là vô số phù văn, hóa thành ánh lửa đang nung nóng, thứ này không ngừng rèn gân cốt, luyện hồn phách, hóa sinh kinh nghĩa chư thiên, diễn dịch quy tắc vô thượng, chỉ trong nháy mắt, vạn đạo cùng hiện, nơi đây sôi trào, bên ngoài cũng chỉ là một cái nháy mắt, bên trong thạch điện, mảnh vỡ thời gian bị giam cầm, rồi lại di chuyển, thời gian ở nơi đây rất là hỗn loạn, ở đây, thời gian đan xen, năm tháng thay đổi, hết thảy hoàn toàn khác với bên ngoài, tựa như là một thế giới riêng vậy, trong mật thất rộng 10 trượng, vạn đạo nổ vang, chiếc lò bị kích thủng tới trăm ngàn lỗ, cả người Thạch Hạo cháy đen và chịu phải sự đè ép của vạn đạo chư thiên, đón lấy vô số cú đấm của phù văn, cả người bị đốt cháy gần như bị hủy diệt. Lần trước, khi chịu đựng sự rèn luyện của 3000 đạo tắc ở trên con đường đá kia, cũng là cửu tử nhất sinh, rất nhiều lần gần như đã bị hủy diệt, hiện giờ lại tăng tới vạn đạo tắc thì có thể hình dung sẽ như thế nào rồi. Hiện giờ, hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, đã bước ra bước kia, tu ra một luồng tiên khí cho nên sức chịu đựng cũng tăng vọt, nếu không, vạn đạo quấn thân thì cơ thể đã nổ tung hóa thành cho bụi rồi, cơ bản sẽ không có bất kỳ điều ngạc nhiên gì cả, nhưng dù cho có một luồng tiên khí lượn lờ bên người để bảo vệ bản thân, thế nhưng mức độ hung hiểm cũng cực kỳ cao, tính mạng của hắn tựa như là ánh nến trong gió, mờ nhạt và lung lay, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dập tắt. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, chiếc lò được hóa từ hư không thiên địa nổ tung chia năm xẻ bảy, mà bản thân Thạch Hạo cũng gặp phải một đòn cực kỳ nặng, nửa người của hắn tựa như là cái dây, bị vô số phù văn xuyên thủng, thương thế đáng sợ vô cùng, nếu như người khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi, sự đau đớn này sẽ như thế nào? Thạch Hạo thả tiên chủng xuống, vạn vật mẫu khí được thu lại, quy tắc thiên địa lượn lờ, các phù văn đại đạo ở xung quanh đều biến mất, nơi đây khôi phục lại vẻ yên tĩnh, hắn nhanh chóng nuốt những cây thánh dược và yên lặng chữa thương, hành động này tựa như chịu sự dằn vặt của địa ngục, người thường không cách nào chịu đựng nổi, quá mức gian nan, bất cứ lúc nào cũng sẽ bại vong. Ở đây, Thạch Hạo có tới 10 cơ hội để phục sinh, thế nhưng hắn cũng không muốn lãng phí dù chỉ một lần, vì vậy không ngừng nhai nuốt thánh dược để chữa thương, con đường của hắn đáng sợ vô cùng, không thể phung phí cơ duyên được. Trên thực tế, người khác nhau và con đường của từng người khác nhau, thì hoàn cảnh yêu cầu cũng sẽ không giống nhau, ví như thỏ nhỏ, nàng tu luyện chính là đạo của tự nhiên, cho nên sẽ không hề bá đạo mạnh mẽ như vậy, sẽ không cần lo lắng tới việc tan xương nát thịt, chịu phải cơn đau đớn bị đốt thành tro bụi. Con đường của Thạch Hạo không hề thông suốt, là một con đường vô cùng gian nan, có thể trên con đường này sẽ tu ra được 2 luồng tiên khí, thế nhưng há có thể dễ dàng như vậy, bởi vì một con đường thì chỉ có thể tu ra một luồng tiên khí mà thôi. Lần tĩnh tu này tốn tới mười mấy ngày, thế nhưng bên ngoài trôi qua bao lâu thì không hề biết được. Sau đó, Thạch Hạo lần nữa tọa quan, luyện ra một cái lò mới, dùng vạn đạo đốt cháy hồn phách, rèn luyện gân cốt, cứ thế, hết lần này tới lần khác, hắn không ngừng xuất quan, không ngừng suy diễn, không ngừng dưỡng thương, tĩnh tâm lĩnh hội, rốt cuộc vào lần cuối cùng, chiếc lò đó nổ tung và bản thân hắn bị cả vạn ánh lửa nhấn chìm. Dù cho có bông tiên chủng ra cũng đã chậm, cả vạn ngọn lửa quấn thân, tựa như hơn vạn tiên đao chém lia lịa tới, tất cả đều tiến thẳng vào trong cơ thể, khiến hắn không cách nào chịu đựng nổi. Dù là tiên khí hay là huyết dịch chí tôn cũng đều bị bốc cháy cả, hắn vẫn ngồi xếp bằng ở nơi đó, chứ chẳng hề tránh né, bởi vì đã chậm nên chỉ có thể chống đỡ, đồng thời dựa vào sự đau đớn này để lĩnh hội những gì đang diễn ra của vạn ngọn lửa đang đốt cháy hồn phách, chém giết thân thể, từ đó ngộ pháp và ngộ đạo. Cũng không biết qua bao lâu, cơ thể hắn nổ tung, kể cả nguyên thần lẫn thể xác, tất cả hóa thành ánh sáng và hóa thành bụi trần. Vào thời khắc cuối cùng này, Thạch Hạo lại có một loại cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, chết rồi thì tất cả sẽ hóa thành không, sẽ không còn tồn tại bất cứ gì nữa, sẽ rơi vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Không biết bao lâu, trong hư không, linh thức của hắn tụ lại, huyết dịch sụp sôi, toàn bộ rì rào tụ lại một điểm, ta còn sống, chỉ vỏn vẹn 3 chữ thế, nhưng lại nặng hơn Thái Sơn, cao hơn vòm trời. Hắn cảm nhận được một loại yên tĩnh, không thể nào diễn tả được, và cũng cảm thấy vui sướng và cảm động khi mạng vẫn còn. Không trải qua tử vong, thì làm sao hiểu được vẻ tươi sáng của sinh mạng, trong lòng hắn chợt giác ngộ, muốn mở miệng nói, thế nhưng cũng không thể nói được, chỉ có thể yên lặng lĩnh hội mà thôi. Huyết dịch ngưng tụ, tái sinh huyết nhục, cấu trúc lại xương cốt, thể xác của hắn tái hiện, linh quang lấp lánh hình thành nên thần thức, hồn phách thành hình, nguyên thần hợp lại, tái hiện lại trên thế gian. Thạch Hạo thức tỉnh, một luồng khí tức tân sinh ngập tràn, hắn tựa như từ thời đại Thái Sơ đi tới, một người yên lặng xuyên qua vẻ u tối vĩnh hằng, trải qua một lần luân hồi và lần nữa tái sinh. Thạch Hạo yên lặng không chút tiếng động ngồi xếp bằng nơi đó, tựa như là một tảng đá vậy. Thạch Hạo đã khôi phục và thức tỉnh thế nhưng lại không hề động đậy chút nào, bởi vì hắn nhìn thấy một bức tranh được khắc ở trên vách tường xù xì của mật thất 10 trượng này, đó là một người trẻ tuổi phong thần tuấn lãng, thiên tư siêu tuyệt, ít có đối thủ trong lứa, được người khác phong tặng là Tiểu Tiên Vương. Hắn sớm đã tu ra một tia tiên khí, thế nhưng vẫn không hề thỏa mãn, hắn muốn tiến thêm bước nữa, trở thành một trong những người mạnh mẽ nhất. Hắn chọn một con đường tương tự như Thạch Hạo, cũng chọn vạn đạo thiêu thân, chịu lấy vô tận đau đớn, kìm nén mọi sự giằn vặt, chưa hề từ bỏ. Cuối cùng, bụp một tiếng, Tiểu Tiên Vương nổ tung, máu thịt be bét, nguyên thần diệt vong, sau đó đều bị đốt thành tro tàn. Có đáng không? Con đường này là đường chết, không thể thành công. Có người hỏi Tiểu Tiên Vương, và địa điểm cũng chính ở trong mật thất này. Thân thể của người trẻ tuổi kia được gây dựng lại, lần nữa xuất hiện trên cõi đời. Hiển nhiên trải nghiệm của hắn tương tự như của Thạch Hạo, đã chết một lần, không liên quan với đáng hay không, mà đây là niềm tin của ta, là con đường của ta, là đạo của ta. Hắn mắt của hắn sâu thẳm, bình tĩnh và kiên cường, tâm niệm không hề bị dao động, vẫn luôn hướng về trước. Sau đó, hình ảnh ấy biến mất, Thạch Hạo tỉnh dậy, hắn yên lặng lĩnh hội, ở kỷ nguyên trước cũng có một người trẻ tuổi tới đây ngộ đạo y như hắn, cũng mượn mật thất 10 trượng này để lấy vạn đạo thiêu thân, ngay lúc nãy, hắn đã nhìn thấy tình cảnh mà Tiểu Tiên Vương bị đốt cháy thành tro bụi. Thạch Hạo cân nhắc rất lâu, so sánh giữa đôi bên, không ngừng suy nghĩ, sau đó tiếp tục bắt đầu bế quan. Bên ngoài, thời gian trôi qua cũng không tính là quá lâu, thế nhưng ở trong mật thất, Thạch Hạo tọa quan tựa như đã trôi qua một lần luân hồi vô cùng lâu dài vậy. Lần bế gian này hắn bị gián đoạn nhiều lần vì gặp phải thương tích, nên phải dừng lại để ăn thánh dược và trị liệu thương thế. Hắn không muốn bản thân chết một cách dễ dàng. Bụp, nhưng nhiều lần sau đó thì hắn đã bị vạn đạo đốt cháy, ánh lửa cuồn cuộn, thân thể thành than. Chết lần thứ hai, lại thêm một quá trình u ám và lại một lần tân sinh. Đây giống như là luân hồi, nửa đường đều không biết mình chuyển thế ra sao, không biết thân ở nơi nào. Chỉ có sau khi thức tỉnh thì mới hiểu rõ mình đã chết và vừa phục sinh lại. Loại trải nghiệm như thế này vô cùng đau khổ. Nếu là người bình thường, thì có lẽ đạo tâm đã vỡ tan, không thể kiên cường được như vậy. Mà Thạch Hạo thì lại xem đây như là một lần kinh nghiệm vô giá, coi như là đá mài dao để mài sắc bản thân, giúp mình càng thêm trưởng thành hơn. Trên vách đá xù xì kia lại hiện lên hình ảnh, vẫn muốn tiếp tục nữa à? Nếu cứ tiếp tục thì đạo cơ của ngươi sẽ vì đó mà lung lay. Con đường này quá khó khăn, không thể thành công được. Hướng mà ngươi đang đi là tự sát đó. Tiểu Tiên Vương, vẫn là hình bóng người trẻ tuổi phong tuấn ấy, vẫn kiên định như trước, ánh mắt kiên nghị nói, ngoại trừ con đường này ra thì ta có thể dựa vào thứ gì để sánh vai với những người khác chứ? Ta không hề kém bất kỳ ai, bọn họ có cơ duyên, có tạo hóa, con đường của từng người sẽ không thể bắt chước. Ngươi lại khó mà bước ra một con đường vô thượng khác, con đường này chỉ là ngõ cụt mà thôi, không đi tiếp thì sao biết được là ngõ cụt. Ta không thể sánh bằng những người kia thì làm sao tới chiến trường mênh mông đó? Nếu không thể trở thành người mạnh mẽ nhất thì làm sao xoay chuyển được chiến cuộc? Ngươi quá bướng bỉnh, phụ thân đã chết trận, máu vẫn còn nóng hổi kia kìa. Người có danh chấn như thế ấy vậy cũng không địch lại, đời này mà chúng ta không thể vượt qua được thì sẽ phải chết hết, không hề có đường lui nào cả. Ta muốn bước theo dấu chân của phụ thân, đi chiến trường, chảy hết máu, mãi cho tới khi kết thúc kỷ nguyên này mới thôi. Thạch Hạo suy tư, trong lòng không cách nào yên lặng được, cuối cùng hắn thở dài một hơi rồi lắc lắc đầu, không nghĩ thêm về chuyện của kỷ nguyên trước nữa, mà chỉ quan sát cái được và mất mà Tiểu Tiên Vương vừa bế quan ngộ đạo lần này, sau đó so sánh cân nhắc với bản thân. Lần thứ ba Thạch Hạo bế quan, xung quanh là ánh lửa ngập trời, có hóa thành sơn hà, có hóa thành nhật nguyệt sao trời. Tất cả đều chấn áp xuống, hết lần thương tích này tới lần thương tích khác. Trong những lúc thế này hắn không ngừng nuốt thánh dược để kéo dài tính mạng, thế nhưng vẫn tiếp tục chết. Sau đó, Tiểu Tiên Vương lại xuất hiện, hắn vẫn không hề bị lay động, vẫn khổ tu ở thời kỳ cuối của kỷ nguyên tiên cổ. Hắn muốn quật khởi, ao ước có thể thay đổi tất cả. Lần thứ tư, lần thứ năm, mãi tới lần thứ 9, Thạch Hạo đã chết đi tới 9 lần. Con đường này quá gian nan, chiếc lò bị xuyên thủng, thân thể và nguyên thần đều bị đốt thành bụi phấn, vô cùng đáng sợ. Lúc này, hắn nhìn thấy hết lộ trình của Tiểu Tiên Vương, kẻ này y chang hắn, đều bị nổ tung, bị tử vong, không thể thành công, không thể tu ra luồng tiên khí thứ hai. Trên vách đá xù xì ấy lại hiện lên hình ảnh, đổi một con đường khác đi, rất có thể sẽ tu ra luồng tiên khí thứ hai. Có một vài người đã thành công, uy lực cũng mạnh mẽ vô cùng, có người khuyên nhủ, đã đưa ra lựa chọn thì không cách nào quay lại nữa. Tiểu Tiên Vương bình tĩnh đáp, ngươi có thể làm lại, thế nhưng vì sao phải đốt cháy vạn đạo, siêu thoát lên trên, ngươi làm thế thì thiên địa khó dung, nhất định phải thất bại. Đây là con đường của ta, là đạo của ta, nếu như có một ngày thiên địa này thay đổi, quy tắc thay đổi, vũ trụ không còn giống xưa, không có siêu thoát, sẽ có kết quả như thế nào? Tiểu Tiên Vương trầm giọng nói, ánh mắt của Thạch Hạo lóe sáng nhìn chằm chằm hình ảnh kia, hắn không hề lên tiếng thế nhưng trong lòng lại sinh ra rất nhiều ý nghĩ, chỉ còn đúng một cơ hội để phục sinh nữa thôi. Lần thứ 10, hắn bắt đầu bế quan, cặp mắt nhắm nghiền. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video, nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.